Chào các bạn đến với Tâm Điểm Tướng, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Chí thiên đa sơn, Xu mình ở gì. Kỹ năng nội tại. Sau khi Tôn Ngộ Không sử dụng kỹ năng thì đòn đánh thường tiếp theo Tôn Ngộ Không được tăng lên 1,4 lần sát thương vật lý, và cộng thêm với hiệu ứng là nhảy. Kỹ năng thứ nhất, Tôn Ngộ Không tạo một cái bóng. Và sau khi tạo bóng thì tốc độ di chuyển của Tôn Ngộ Không được tăng và nó vào trạng thái tàng hình. Và sau khi cái bóng biến mất, nó sẽ gây một sát thương vật lý xung quanh. Kỹ năng thứ hai, Tôn Ngộ Không phi thân về phía trước, đồng thời nó nhận được giáp và giáp phép trong 3 giây. Kỹ năng thứ ba của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không gồng mình lên khiến kẻ địch xung quanh chịu sát thương vật lý và bị làm choáng trong 1 giây. Thì Tôn Ngộ Không đêm nay sẽ ra mắt ở Liên Quân Mobile Đài Loan với giá được bán là 705 quân huy. Rồi, anh em có thể thấy được độ hot của vị tướng này. Và sẽ dự kiến ra mắt của Liên Quân Mobile Việt Nam tầm 3 tháng nữa.